Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay đã có 2 cơn bão và 1 áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Tuy nhiên cũng không gây thiệt hại quá nhiều cho nước ta. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định về hiện tượng ENSO, thời ENSO ở trạng thái trung tính từ nay đến cuối năm 2021 với xác suất khoảng từ 75-80%, sau đó giảm xuống khoảng 50% và tiếp tục duy trì đến đầu năm 2022. Về bão và áp thấp nhiệt đới thì từ nay đến hết năm 2021 còn khoảng 9-11 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó có khoảng từ 4-5 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Cần đề phòng các cơn bão mạnh có hướng di chuyển phức tạp trên khu vực Biển Đông. Tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm khác như dông, sét, lốc trên phạm vi toàn quốc trong những tháng mùa mưa bão. Đề phòng mưa lớn xảy ra dồn dập ở các tháng 10, tháng 11 năm 2021 ở các tỉnh miền Trung, đặc biệt là khu vực Trung và Nam Trung Bộ. Thưa quý vị và các bạn, bước sang đầu tháng 8 trở đi thì tình hình bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông ngày càng phức tạp hơn và diễn biến khó lường. Theo nhận định của các trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc tế kết hợp với sự quan sát các mô hình dự báo sớm của Mỹ GFS cho biết, hiện nay trên Biển Đông tiếp tục xuất hiện thêm một vùng áp thấp nằm ở Bắc Biển Đông với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 và di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 10-15 km/h và có khả năng mạnh thêm. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15 độ vĩ Bắc, 118 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 675 km về phía đông đông nam. Vùng nguy hiểm trên biển trong 12 giờ tới, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Từ vị tuyến 17,5-19 độ vĩ Bắc, từ kinh tuyến 107-110 độ kinh Đông, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Trong 12 giờ tiếp theo, vị trí, cường độ và hướng di chuyển của vùng áp thấp này chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin sắp tới. Chúng tôi sẽ cố gắng phân tích để đưa ra những thông tin chính xác nhất gửi tới quý vị và các bạn. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là nhận định xa. Tình hình trong thực tế còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường nên bà con cần đề phòng và lưu ý. Cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển. Ở vùng biển phía Nam, vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 1,5-2,5m, biển động. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh nên trong đêm nay và ngày mai, ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển giữa Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2-4m, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2-3m, biển động. Vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Trở lại thời tiết trong đất liền, hiện nay rãnh áp thấp có trục khoảng 22-24 độ vĩ Bắc, hội tụ gió lên đến mực 5000m trên khu vực Bắc Bộ đang có xu hướng hoạt động mạnh dần lên. Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió phân tích trên nên trong hôm nay và ngày mai đến ngày 5 tháng 8 ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến từ 50-150mm trên đợt, có nơi trên 200mm trên đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ từ trung bình đến mạnh nên trong hôm nay và ngày mai trở đi ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to,
với lượng mưa từ 20 đến 40 mm trên 24 giờ, có nơi trên 50 mm trên 24 giờ. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Còn khu vực Hà Nội, trong đêm nay và ngày mai có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Và tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết cho các vùng miền trên cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ. Sang đến thời tiết phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên từ 27 đến 30 độ. Sang đến thời tiết phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Ngày có mưa rào, rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Lưu xuống, thời tiết các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Phía Nam có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Xuống đến thời tiết, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Riêng phía Bắc có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ. Riêng phía Bắc từ 37 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Sang đến thời tiết khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 32 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực Nam Bộ có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin sắp tới.